Rồi bây giờ các anh chị thấy là đang mở nắp máy ra. Bây giờ các anh chị sẽ thấy để là chập lửa, cái ống mực này nó sẽ quay ha. Sẽ quay để nó chấp mực từ phía trong cái bình mực này qua cái cùi mực và xuống đổ trong cái hopper. Tức là khi mà mở cái cụm từ ra, các anh chị sẽ thấy là cái phần trong cái lỗ màu đen ở phía trên này nè, ở phía dưới này, thì nó có mực. Tức là sau đó nó sẽ có một cái thanh xoắn để nó xoắn, nó đưa mực vào trong hồng bộ phận phía sau. Có cái trục phía sau nó sẽ đánh mực đưa xuống vào trong từ để nó trộn từ, và khi mà nó qua cái nó lấy hình á, thì nó sẽ hút cái mực lên cái rum, và sau đó cái rum nó sẽ ghi hình lên cái tờ giấy và nó sẽ truyền qua cái bộ phận của cái băng tải này, gọi là cái beo, và sau đó đi qua nó nung đồ sấy. Thì về nguyên lý của nó thì khi máy chạy khoảng tùy theo thợ canh nha, tùy theo thợ canh thì máy chạy nó sẽ tầm, nó rơi tầm khoảng trên 40 tờ thì nó cái bình mực này nó sẽ quay nè. Đó các anh chị thấy không? Nếu mà các anh chị và các bạn thì gặp trường hợp mà máy chạy nó bị mờ, máy chạy nó càng ngày nó càng mờ, hoặc là khi các anh chị dùng cái lệnh 227 á để đưa mực vào á, cái lệnh mà để đưa mực vào trong cái từ á, thì các anh chị coi thử, các anh chị coi thử là cái bình mực nó có xoay không. Chứ trước tiên mà để coi thử thì các anh chị dùng hai cái cây, các anh chị đóng hai cái lỗ này nè, đây là cái lỗ để chốt mạch điện để nó đóng lại, nó tương đương với lại những cái bộ phận ở trên cái cửa này. Thì khi đó chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ dễ quan sát, rồi chúng ta sẽ cho máy chạy coi thử là cái bình mực nó có quay hay không. Nếu cái bình mực nó không quay thì các anh chị sẽ kiểm tra lại cái bộ phận của cái cùi mực, là cái motor, cái motor. Thì dùng cái lệnh 5804056 để các anh chị enter xong coi chị là coi thử cái này nó quay không. Nếu mà cái này nó quay rồi, đây nếu cái bình mực nó quay ha, nó quay thì các anh chị sẽ không còn nghĩ tới cái bộ phận hư bộ phận này nữa. Chúng ta sẽ loại bỏ cái phần cùi mực này ra, coi như là phần cùi mực này đã an toàn rồi ha. Tiếp đến các anh chị sẽ mở cái nút này, mở cái ốc này với lại cái ốc trên đây ha, cái ốp này, để chúng ta lấy cái bình mực ra, chúng ta đẩy về phía bên đây. Thì ở phía trên đây nó sẽ có một cái lỗ ha, nó sẽ có một cái lỗ để mình coi thử là các anh chị cũng cứ dùng cái lệnh test mực á, 2207 á, các anh chị test coi thử là cái trục xoắn trong đó nó có quay hay không. Nếu mà nó không quay thì các anh chị sẽ xử lý, sẽ kiểm tra lại mấy con nhông, hoặc là các anh chị coi thử là nó có bị cứng đi, nó có bị cứng hay không, xoay mấy cái trục phía sau có bị cứng không. Nếu mà không có bị cứng thì các anh chàng sẽ bỏ theo cái bộ phận ở phía sau chúng ta đã tạo vệ sinh. Thì đó, nói chung là đối với về mà mực bị mờ đó, nó có rất là nhiều nguyên nhân, cũng có thể là do rum chạy lâu ngày, rum nó yếu cũng có thể gây ra. Cái này thì cũng rất là nhiều cái nguyên nhân để chúng ta chẩn đoán. Nhưng mà khi các bạn, nếu các bạn làm thì các bạn nên loại bỏ từng phần ha. Chúng ta sẽ kiểm tra từng phần để chúng ta loại bỏ những cái nguyên nhân của nó, và sau đó nó sẽ tìm ra được một cái nguyên nhân chính để nó gây mờ, thì chúng ta sẽ xử lý ha. Thì đó là cái mình nói thêm về cái phần nguyên nhân gây mờ mực thôi, chứ còn những video trên cái kênh của mình đó, cũng có như một số cái video mình đã làm gì đó rồi các bạn. Các anh chị cứ lên đó, các chị lục lại, các chị xem giùm ha. Bây giờ mình cũng không nhớ là nó nằm ở video nào nha. Rồi còn đối với đây là các bạn chị thấy là đây là những cái tài liệu mà nhận của khách hàng chạy nè ha. Tài liệu chạy cũng đợt hàng này chạy gần 10 thùng giấy, mà cũng giao cũng hơi gấp, nên là chỉ có một máy này thôi. Chỉ có một máy này. Thì khi á, mà mình nghĩ á, khi mà các anh chị chạy một máy thì các anh chị nên mở cái nắp máy như thế này nè, để cho cái không khí nó sẽ trao đổi với trong máy á, nó sẽ làm dịu cái máy mình bớt ha. Hoặc là phía trên đây mình có đặt được cái quạt, thì mình sẽ cho cái quạt nó quạt xuống đây để cho cái luồng nó có luồng gió để nó đẩy bớt cái hơi nóng ra ngoài ha, để khỏi ảnh hưởng máy nhiều. Và trong quá trình chạy á, mình nghĩ là đối với mà các bạn có một máy, hoặc là các bạn có hai máy mà nó bị hư một máy, thì chúng ta cho chạy ở cái mức độ vừa phải thôi. Chúng ta ví dụ như là máy á, mình cho chạy ví dụ như mình quy định khoảng 5 bộ hoặc 7 bộ mình sẽ cho máy nó nghỉ thời gian. Thì về nguyên lý của cái máy á, thì khi mà máy nó chạy trên 500 tờ thì bắt buộc nó sẽ có ở một chế độ tự dừng và nó sẽ nghỉ. Do đó mình cũng nên cho máy nó nghỉ, và chúng ta đừng có nên ép máy nó quá ha. Thì chúng ta canh từ từ, chúng ta cứ chạy xong chúng ta cho nghỉ, thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn, nó sẽ hiệu quả hơn.
Còn ví dụ khi mà trong quá trình chạy nhiều thì như nãy mình đã nói, chúng ta mở đắp máy ra mục đích là gì? Để chúng ta quan sát coi thử là vừa quan sát coi thử âm bình bật đồ nó có quay hay không, các bộ phận nó có quay chân tru hay không. Hoặc là khi mà để những cái khi mà máy gặp có một trục trặc gì đó thì chúng ta sẽ nghe được những cái tiếng bất thường của máy và chúng ta sẽ dừng máy lại chúng ta kiểm tra. Còn nếu mà chúng ta chạy số lượng nhiều mà chúng ta đóng cái nắp máy lại á, khi mà những cái tiếng kêu mà nó hơi nhỏ một chút á, thì chúng ta không nghe được, nhưng mà tiếng kêu lớn chúng ta mới nghe được. Do đó là khi mà chúng ta tiếng kêu lớn là máy nó đã hư nặng rồi ha. Do đó là mình cũng theo một chút cái kinh nghiệm của mình á, thì hồi xưa giờ mình chạy với số lượng nhiều thì mình hay mở máy ra như thế này mình chạy ha. Rồi mình chạy từ từ cho máy nó nghỉ từng đợt và chúng ta chạy đó. Các bạn biết là bây giờ còn có một máy này thôi, hai máy kia nó bị hư rồi, mình cũng chưa có thời gian sửa, thì mình cũng sử dụng cái chiêu thức đó ha. Mình cũng cho máy chạy từ từ rồi đến cái số lượng cần cho nó nghỉ chúng ta bấm nút stop rồi cho máy nó nghỉ ha. Máy nó nghỉ ở đây thì các chị cũng không có thể là các anh chị sẽ sử dụng cái dầu silicone á ha. Chúng ta đẩy cái bộ phận này nè ha, chúng ta đẩy bộ phận của cái bộ sấy ra đây. À, chúng ta lâu lâu chúng ta cũng vuốt cái đầu cò, mục đích chi? Thứ nhất, trong quá trình chạy á, thì nó sẽ bị đóng mực ở trên đầu cò này. Thứ hai là cái lưu lô sấy này nó rất là nóng, khi mà chạy liên tục nó rất là nóng, do đó là mình sẽ hỗ trợ làm mát cho nó một chút để cho máy nó sẽ cái con mấy con dò nhiệt nó sẽ dò nó tốt hơn ha. Rồi cái nữa là dùng dầu silicone chúng ta bôi trơn nó qua sao cho nó mẻ. Có thể là các anh chị rút cái này ra luôn, các anh chị để như này cho nó nguội một chút, rồi sau đó chúng ta bỏ vào chúng ta chạy nha. Nên mình nghĩ các anh chị và là các anh chị mới mở tiệm thì có lẽ là các anh chị chưa có cái kinh nghiệm nhiều về cái trong quá trình xử lý ở những cái tài liệu mà nó nhiều. Do đó là các anh chị cứ từ từ ha, các anh chị cứ làm từ từ, các anh chị cứ nâng niu máy, các anh chị phải chạy phải dìu máy chứ đừng có ép quá. Chúng ta thấy số lượng nhiều quá chúng ta sợ không có đủ thời gian là chúng ta cứ ép máy cho nó chạy liên tục thì máy chúng ta sẽ rất là mau bị hỏng. Do đó là mình khuyên tất cả các anh chị khi mà nhận với số lượng hàng số lượng lớn thì các anh chị nên tìm hiểu coi thử là hỏi thử khách hàng cái thời gian khách hàng cần sử dụng tài liệu là bao nhiêu ngày ha. Rồi chúng ta mới tính toán ra cái thời gian chạy, chúng ta mới tính toán được máy chúng ta chạy như vậy một tiếng đồng hồ thì khoảng được bao nhiêu bộ hay là bao nhiêu cái tờ tài liệu gì đó, thì chúng ta mới đồng ý tính ra khoảng thời gian và sau đó chúng ta sẽ ngắt quãng thời gian chạy để mình hỗ trợ máy nó tốt hơn ha. Tại vì khi mà các anh chị không mở ra mà các anh chị không có biết về cách xử lý máy, không biết về thay thế một số linh kiện đơn giản thì cũng rất là khó. Tại vì chúng ta làm mà chúng ta không biết thì kêu thợ rất là khó ha. Chúng ta sẽ tốn tiền này, tốn tiền nọ, tốn tiền vật tư, tốn tiền thợ, và chưa kể cả là chúng ta sẽ mất cái thời gian và không có đảm bảo được cái thời gian chạy hàng cho khách hàng. Do đó là mình cứ khuyên tất cả các anh chị đã mở rồi thì chúng ta lên tìm hiểu, chúng ta học tìm tòi và tự mày mò chúng ta sửa không sao hết ha. Rồi nếu mà các bạn nào mới đang có ý định mở thì các anh chị cứ đi học trước đi rồi ta về mở thì chúng ta sẽ xử lý nó tốt hơn. Chứ các bạn đừng có nghĩ là cứ mở ra xong rồi chúng ta sẽ học thêm thì nó rất là mất thời gian và nó sẽ không có công việc của mình, nó không có trơn tru được ha. Đó là một chút cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn và các anh chị. Rồi video này thì cũng chỉ có những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ gì đó muốn chia sẻ tất cả các anh chị và các bạn thôi. Nếu các bạn và các anh chị mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh ha, để cho kênh này càng phát triển. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là sức khỏe, làm ăn ngày càng thành đạt và thành công trong cuộc sống ha. Bye bye.